Rồi xin chào tất cả các anh em nữa nha. Hôm nay thì mình sẽ thông báo lại cho các anh em chuyện nữa. Tại vì là hiện tại thì cái Facebook mà các anh em đang vào thì đã bị vô hiệu hóa, tức nghĩa là bị dính nguyên tắc cộng đồng của Facebook á. Nên là đã bị vô hiệu hóa, nên là anh Cường anh có thay đổi lại một cái trang mới. Thì ở đây thì các anh em có thể liên lạc qua cái trang mới cho anh Cường nha. Rồi mình xin nói thêm về hình thức mua bán và anh Cường là như thế nào để cho các anh chị là biết, để mà hiểu rõ hơn nha. Tại vì cái Facebook mới này hay Facebook cũ gì cũng vậy hết, nói chung là cũng phải thông báo cho các anh em biết để tránh cái trường hợp mà lừa đảo này nọ rồi nữa. Thì trước mắt thì mình cũng xin nói với các anh chị em, thì ở đây thì anh Cường anh bán là, tức nghĩa là anh bán riêng cho anh, tức nghĩa là anh không có tranh giành khách của ai hết, nói chung là không có tranh giành khách của ai hết. Rồi các anh chị em có muốn mua thì mua, mà không muốn mua thì thôi, không có sao hết. Nói chung là không có liên quan gì để hết đến những các cửa hàng, các tiệm khác nha. Thì bên anh Cường ấy là ảnh là ship toàn quốc và nhận xe thanh toán và không phải cập bất cứ ngân nào đó. Đó là từ trước tới giờ chứ không phải riêng gì bây giờ không nha. Từ cái video đầu tiên cho tới bây giờ thì mình cũng làm quảng cáo cho anh Cường nhiều, nên là mình cũng có nói rõ với các anh em biết rồi. Thì ở đây thì anh Cường anh chỉ xài đúng một cái Facebook thôi, thì tại cái đường link ở phần mô tả. Còn nếu các anh em nào mà lên mạng mà tìm kiếm lung tung gì đó mình không biết thì cứ nói là bên anh Cường thì nó sai lầm đó nha. Thì các anh em muốn biết chính xác thì vào cái phần mô tả mà bấm vào cái đường link ở đó, thì ở đó nó chỉ chính xác 100%, không có đường nào trật hết. Còn mấy cái video trước thì ở cái phần mô tả vẫn có đường link, nhưng mà đường link đó bây giờ các anh em vào không được nữa rồi. Nói chung là bị Facebook khó nick rồi đó. Chứ còn các anh em mà cứ tìm ở đâu lung tung hết rồi nói đòi tiền cọc đồ gì đó là thôi, cái đó mình chịu nha. Ở đây thì mình làm quảng cáo cho anh Cường là uy tín. Các anh em nên nhớ là chỗ anh Cường là không bao giờ mà nhận tiền cọc, cũng không bao giờ yêu ai, cũng không bao giờ là yêu cầu ai là phải cọc ngàn nào đó. Các anh em nên nhớ chỗ đó nha. Để nhiều các anh em là cứ nói, nhưng mình thấy có các anh em nhắn tin qua mình nói vậy, rồi sao anh nói không có cọc mà sao có người đòi 1 triệu tiền cọc, thì mình nghe cũng vô lý. Tại vì mình để cái đường link ở phần mô tả rồi mà các anh em cứ đi kiếm ở đâu nữa chi cho nó mệt, cứ lên mạng rồi bấm tìm kiếm rồi chi cho nó mệt. Nó nhầm người, tại vì nhiều người họ giá danh, họ lập ra cái Facebook giá, các anh em biết không, là như thế là họ lập ra những cái Facebook giá thì họ lợi dụng các anh em, họ lừa đảo. Nên là những cái anh em nào mà đã mua trên mạng đồ á, nên rút cái kinh nghiệm lại, đừng có nên cọc bất cứ 1.000 nào chai hết, tại vì nó lừa đảo nhiều lắm. Nói chung là vậy. Thì tại vì cái đường link mình để là mình sợ các anh em là hiểu nhầm, sợ các anh em là bấm lung tung, là tìm kiếm lung tung á, rồi mấy công là cọc là mất tiền. Nên là mình để cái đưa ở trong phần mô tả là để cho các anh em là có thể kích qua đó mà tìm hiểu mà mua. Tại vì ở đó là người ta không có nhận tiền cọc, người ta để nói rất là rõ ràng luôn. Thì ở đây mình cũng giới thiệu cho các anh em là rất là rõ ràng luôn. Ở đây là mình tư vấn cho các anh em mà. Còn các anh em không nghe nữa thì các anh em nghe ở đâu? Mình đã nói không cọc, tức là không cọc. Nên là các anh em cứ tin mình. Tại vì mình có đọc những cái lời comment của các anh em, nói chung là nói thô tục quá, nên là mình cũng không nói làm cái gì. Rồi có các anh em nữa là cứ để số điện thoại lung tung hết, cứ vào đây vậy, bấm số điện thoại của mình để vào đây, không biết là để làm chi nữa luôn. Mình đã nói rõ rồi, không có ai gọi điện cho các anh em hết mà các anh em để lại làm gì. Nên là mình sẽ khóa cái bình luận này lại. Nói chung là mình khóa bình luận này lại để cho các anh em là khỏi phải để số điện thoại lại nữa. Tại vì mình nhắc rất là nhiều nhưng mà các anh em vẫn cứ để số điện thoại lại.
các anh em biết tại sao là mình sợ các anh em để số điện thoại lại không? Tại vì mình sợ là các anh em là bị người khác lợi dụng, khi mà các anh em để số điện thoại lại là bị người khác họ lợi dụng, họ điện, họ giá danh rồi họ đòi tiền cọc, rồi các anh em dạy thì đi cọc đó. Mình sợ là sợ như vậy, nên là mình mới khó những cái bình luận, khó những cái video mà các anh em là hay để cái số điện thoại lại đó. Thì mình nói trước từ trước tới giờ rồi, các anh em đừng có để số điện thoại lại làm gì hết. Mua bán đàng hoàng, người ta ship tận tay cho các anh em, người ta cho các anh em xem xe, cho các anh em kiểm tra xe, các anh em cảm thấy ok thì các anh em đưa tiền cho họ. Chứ còn bây giờ mà biết ai là ai là mà cọc đâu, đúng không? Nên là mình cũng nhắc nhở cho các anh em biết. Rồi thì cũng như đợt này thì đang bán rầm rộ cái xe Dream Thanh Lý này, Dream Thái nha, Dream Thái. Thì cũng có Dream Trung Quốc cũng có luôn, Dream Super Việt cũng có luôn. Thì các anh em muốn thích loại nào thì có loại đó. Các anh em nhớ là vào cái phần mô tả nha, chứ đừng có bấm đi đâu mà tìm kiếm lung tung hết. Hoặc là vào cái phần giới thiệu của mình, thì ở đó thì mình có để cái đường link ở Facebook. Các anh em qua đó, các anh em nhắn tin rồi để cho anh Cường là anh cho các anh em là xem xe, rồi anh cho các anh em là biết cái xe của các anh em đang mua nó như thế nào đó, rồi hợp đồng giá cả như thế nào đó, rồi anh Cường anh sẽ gửi xe đây cho các anh em. Rồi các anh em là cứ việc kiểm tra xe thoải mái, không có gì hết. Mình mua cái gì vậy, mình phải kiểm tra, được thì mình mua, không được thì thôi. Mình không có mất một cái ngàn đồng nào tiền cọc hết, mình chỉ bỏ thời gian ra đến xem cái xe thôi, được thì mua, không được thì thôi. Đó, mình nói rất là rõ ràng rồi. Tại vì các anh em là cứ xem lọt tọt quá, không có rõ gì hết. Trong các cái video mình có nói rõ hết, mà trong các cái video trước thì mình cũng có để rõ ràng hết. Mình nói vậy chắc các anh em cũng hiểu. Tại vì mình lo là mình sợ các anh em là kẹp nhầm tiền cho người khác. Tại vì ở đây là không có nhận tiền kẹp, nên là cái video nào mình cũng phải nhắc trước với các anh em hết. Giờ mình nhắc mãi mãi đi nữa thì các anh em cũng vẫn có các anh em là hỏi, nên là mình phải nhắc mãi mãi nữa. Tại vì có các anh em, có những anh em là vô trước, rồi có những anh em là vô sau, nên nó rất là lộn xộn. Nên là những cái video nào cũng vậy hết, mình cũng phải nhắc rõ ràng hết. 2-3 bữa nay thì mình cũng không có ra được video, tại vì nhiều cái trường hợp bây giờ là Facebook nó đang gọi là dính nguyên tắc cộng đồng. Tại do là mình chia sẻ cái video về cái trang cá nhân á, chia sẻ quá là nhiều, nên là nó bị dính nguyên tắc cộng đồng, nên là bị khó rồi. Nên là bây giờ lập ra cái phiếu mới này. Rồi nói chung là cũng cuối video rồi, thì mình cũng muốn các anh em là qua đó mà kết bạn lại Facebook của mình và Facebook của anh Cường nha. Rồi các anh em nào yêu mến mình thì có thể qua kênh chính của mình để mà nói chung là ủng hộ cho mình nha. Thì cũng như mình để ở cuối cái video này nè, thì đó, cái kênh chính mình là nói chung về Sandbag. Thì các anh em yêu mến mình thì qua ủng hộ mình, thì mình có để ở phần mô tả cái kênh của mình luôn nha. Anh em ơi, lù mà gãy cằm luôn à. Uầy ồ, đủ má. Uầy ồ, đủ mép này mép hả ta? Ừ. Lý do sao mép này mép đi? Trượt đấy. À, vậy là trượt. Uầy, to đủ mày hơn ạ, đủ mày rất là lằng hoàng quan đó ông anh. Nói các anh em thấy không? Uầy, gãy cằm luôn à, gãy mẹ cằm luôn này các anh em. À đủ má. Nhà còn khúc ngọt không? Còn khúc đấy không? Ui, còn nặng cả ký rồi ta. À đồ, lý do sao lại mắc mắc ta? Chắc dược lên trúng mắc quá. À đồ, mà giờ cũng hơn á. À, cho không mà rớt rồi này. Anh này các anh em, không hiểu tại sao lại mắc ngay con mắc này. Đồ,
con đây nó điên điên đấy, con chưa tính mà. Dạ là còn con khác nữa quá. Ừ. À đù má. Trời ơi. Đù bỏ vô con bịch. Hai bịch bỏ vô thôi. Đù. Chút đi bài ạ. Rồi rồi. Đù mẹ nè. Đã thiệt anh. Ở nhà có khu góc nào ngon à, đang ăn được kìa. Anh ăn cái trứng á. Đồ. Má đồ của mấy thằng kia là đói mà. À. À. Nó vô mấy con luôn anh em ơi. Nói chung cá ở đây nhiều lắm mà đồ nó không chịu ăn. Không. Thôi để mình gỡ con cá ra nha các bạn.